Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ review chi tiết một em siêu phẩm đến từ cái hãng của Doosan. Đó chính là Doosan DX140 WACE cộng Plus phiên bản đời 2014 này. Đây chính là một phiên bản mà rất là nhiều người yêu thích và sử dụng nó. Thông thường thì cái dòng cộng Plus này nó chỉ xuất hiện trên cái đời 14 và đời 15 thôi. Rất là nhiều người hiện nay đang sử dụng dòng máy 140 này đời thấp như là 11, 12, 13. Nhưng mà muốn đẹp hơn, muốn sang trọng hơn thì người ta đã mua thêm cái chữ cộng Plus vào để dán, để cho con máy mình nó được đẹp hơn này, và đặc biệt là giống như con đời cao đấy. Nhưng mà chữ cộng Plus này thì nó chỉ xuất hiện trên đời 14 và 15 thôi các bạn nhé. Còn lại để xem chính xác nó là đời nào thì cần phải xem giấy tờ đăng ký và xem trên tem nhôm của máy đấy. Thời điểm hiện tại để sở hữu được một em cộng Plus này thì chúng ta sẽ phải chi trả khoảng hơn 1,6 tỷ đồng. Một số tiền hiện tại thì cũng tương xứng với con máy thôi. Giá tiền thì có thể thay đổi theo tùy vào là máy đẹp, giờ làm việc ít hay nhiều đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết hơn để xem con này có điểm gì hot không nhé. Con Doosan DX140 WACE cộng Plus phiên bản đời 2014 này thì nó giống với các đời trước thôi. Về cơ bản thì con này nó nặng là 13,5 tấn các bạn nhé. Chiều dài của con này tổng thể là 7,290 m. Bề ngang thì tính từ cái mép lốp bên này sang mép lốp bên kia là 2,496 m. Còn chiều cao từ mặt đất lên tới đầu cabin là 3,450 m. Đấy. Con này thì hiện tại đang sử dụng lốp 9.0-20-14. Lốp này là lốp đôi nhá. Đấy. Con này mà không biết đi lốp đơn thì nó sẽ như thế nào. Đấy. Đây. Có hộc cốp để đựng đồ. Chúng ta có thể bỏ bơm mỡ vào đây hay bỏ các phụ kiện vào. Đó. Đây chính là bên hông cabin của con này. Vẫn là cái khoang hai ngăn. Một khoang bên tay trái là cái nơi chứa hệ thống lọc gió hay còn gọi là Moe và các con dơ le điện ở đây. Đấy, tất cả của nó này. Đấy, con này thì đẹp từ trong đẹp ra, từ các đường ống rồi các dây dọ này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Con này thì cũng mới về được mấy hôm thôi. Còn phía phần bên tay phải các bạn đây thì là các hệ thống làm mát này, két này. Đấy, đây là lọc dầu kèm theo bơm dầu nằm ở trên này. Đấy, đây là phin lọc ga. Đấy, rất sang choang. Đây, tất cả các nan này là chưa bị dập này. Đấy, nhiều con ấy thì về nó dập nát rồi. Đấy. Đây, dòng chữ DX140 WACE cộng Plus. Đấy, để mua được cái dòng chữ cộng Plus này thì chúng ta phải bỏ thêm rất là nhiều xiền. Đấy, về tổng quan phía sau đuôi của con 140 này. Con 140 này thì hiện tại các bạn có thể nhìn thấy không? Cũng vẫn như đời trước thôi. Có 3 đèn. Đèn xi nhan, đèn phanh, đèn lùi. 2 đèn chiếu hậu, 1 đèn góc và 1 đèn trên. 1 camera lùi. Chỗ này thì là để đeo biển số vào đây. Ben. Ben rất là chắc chắn và đẹp. Rồi. Về phần bên hông bên này. Đây. Hông bên này thì cũng là một cái logo nổi bật DX140 cộng Plus đây. Cái khung bên này chính là cái khoang chứa bơm thủy lực của con này. Đó, đây là cái bơm thủy lực. Tất cả đều còn nguyên dấu của nhà sản xuất, nguyên zin nguyên kiện, đấy, đầy đủ luôn. Bộ phận bên này là bơm cộng với một cái lọc. Còn bên trên này xinh xinh nhỏ nhỏ là chỉ chính là cái bơm dầu diesel của chúng ta. Nếu chúng ta không đổ trong cây đổ ra thì chúng ta có thể dùng cái bơm này để bật lên, bơm dầu đây. Đấy. Đây là cái bộ phận mà cũng rất dễ bị hách và bị tháo trộn các bạn nhé. Đó, đóng cửa lại. Rất là đẹp luôn. Đây. Đây chính là phía trước của con này. À, xem gầm bệ rồi lốp lao như thế nào nhé. Ý, mày ơi mày yếp này. Mayer này thì mới chỉ bị lòi mỡ ra bám bụi thôi. Rất là đẹp. Rồi,
Và đây chính là cái tem nhôm của con DX140 nó nằm ở đây. Dòng Doosan thì tem nó hay nằm ở chỗ này, chúng ta dễ dàng quan sát. Đấy, bây giờ sẽ leo lên trên cabin, trên phần thân máy nhá, để xem này. Con này thì nhập khẩu ở bên Hàn về nên có quả gầu rất là xinh xắn, có gắn thêm cái lưỡi này để thay cho cái gầu bằng của chúng ta đi làm việc này, tức là không cần phải thay gầu bằng nữa, dùng cái này có thể đi gạt mặt bằng luôn, đỡ mất tiền mua cái gầu bằng. Đây, hứng nước để rửa tay luôn. Đây, đời 14 này thì xi lanh đây, con này xi lanh đen thui lùi luôn. Đây là khoang chứa của chúng ta, trong này là chính là chứa bộ phận bình ắc quy và bình hơi. Đấy, tất cả bình hơi và còi hơi rồi các thứ nó tích hợp nằm trong này rất là gọn, không phô trương ra bên ngoài. Phần trên này thì có đó chính là motor quay toa và ngăn kéo. Đấy. Một con máy đẹp hay không chúng ta có thể nhìn cái sàn dưới, cái sàn dưới con này cực kỳ đẹp luôn, chưa có hề là bẩn nhiều, chứng tỏ là con này làm việc cũng khá là ít. Tí nữa mình sẽ lên cabin để xem con này làm bao nhiêu giờ nhé. Motor quay toa sáng choang từ các con ốc đến đường dây tiêu này. Đây là ngăn kéo của nó đây. Rất hiếm để bắt gặp được những em nào ngoài đời này mà còn ngăn kéo và motor quay toa và xịn xò xinh xắn như thế này. Quá chất. Đây, để có thể dễ dàng xem kỹ ngăn kéo con này thì chúng ta có thể mở cái thanh này lên, tấm này lên. Đấy, nhìn từ đây nhìn xuống, nhìn từ góc kia nhìn sang mới biết là cái vẻ đẹp của nó như thế này. Khô ròng 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 luôn. À, rất nhiều người hỏi là tại sao ở phần trên nắp máy này, những cái nắp này này, nó lại làm những cái đường gân gân lồi lõm lõm như thế này ra, để khi mà trời mưa trời gió hay là chúng ta dẫm chân lên bùn đất ấy, chúng ta dẫm lên đây thì nó giảm thiểu được cái sự trơn trượt khi mà chúng ta lên đây. Đấy, nhà sản xuất không ai người ta thiết kế thừa đâu mà tự dưng là đục những cái lỗ này ra, thì chúng ta dẫm dép lên đây thì nó giảm được cái độ trơn. Và đây chính là một cái khối động cơ để điều khiển toàn bộ con máy này. Đấy, động cơ rất là đẹp lòng này. Có Doosan DX140 này thì đang sở hữu động cơ DL06. Nó đạt 137 công suất mã lực và đạt vòng tua máy kịch là 2000 vòng trên 1 phút. Đấy, với một cái kiểu động cơ như thế này thì con này hiện tại đang di chuyển tốc độ tối đa là 37 km trên 1 giờ. Dung tích gầu con này là theo thiết kế của nhà sản xuất là 0,59 mét khối, là 0,6 mét khối. Đây, đây từ két nước này, còn nguyên tem nguyên mác của nhà sản xuất, có thể mở ra được. Đây, xoáy đây mở ra. Đấy. Con này thì là động cơ DL06, máy 6, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, rất là đẹp. Đây lọc dầu này, turbo này, điều hòa điều hiếc đầy đủ này, turbo này, đây là lốc điều hòa này, ôi ngắm máy đời cao quá khác, rất là đẹp luôn. Đây, từ hệ thống nắp này, ốc này, rồi các đường dây tiêu này, quá chất, phải nói là mới bám bụi thôi. Con này thì là vẫn thuộc phiên bản đời thấp, không phải là phiên bản đời trừ năm, nên là không lo về cái vấn đề là sử dụng cái xử lý khí thải. Đấy, đời này thì là một cái đời rất là được nhiều người săn đón. Thứ nhất là lên cái form khác này, form cộng Bluetooth đấy, và đặc biệt là không có hệ thống xử lý khí thải, nên là hiện tại cũng khá là nhiều người quan tâm và săn đón cái em này. Đấy. Nhìn cái quả động cơ như thế này thì ai mà không mê được. Tất cả từ các đường ống vào ống ra này, cây thước thăm dầu rất là lịch sự, nằm ngay góc này giúp khi mà chúng ta đi bộ từ trên kia lên đây, chúng ta có thể rút nhẹ như thế này để chúng ta có thể kiểm tra được cái mực nhớt có ở trong đây, để đảm bảo tốt trong suốt cái quá trình
vận hành. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần trong cabin để khám phá xem là em siêu phẩm này nó có điểm gì hot không nhé. Đây chính là cái cabin, nơi thợ vận hành, cũng là nơi sản sinh ra rất là nhiều tác phẩm đẹp các bạn ạ. Wow. Tuy cabin không còn được mùi thơm da, nhưng mà chỉ cần nhìn vào thôi là cũng đã thấy là rất là xịn sò rồi. Đấy. Có một số cái khác đấy các bạn nha. Và cái khác đầu tiên đó chính là cái màn hình này. Về cơ bản thì từ vô lăng rồi xi nhang xi nheo rồi nhấp nháy ưu tiên rồi chế độ di chuyển và làm việc và các số này thì giống nhau, nhưng mà đặc biệt khác là cái màn hình. Đấy, đời 13 thì không có màn hình này đâu. Đời 13 trở xuống mà có màn hình này là toàn bộ là thay màn rồi các bạn nha. Đấy, màn hình như đời trừ 5, xịn sò như con bò như thế này luôn. Lỗ hồi điều hòa vẫn ở đây. Và đây cũng là một giải các chức năng hỗ trợ cho con máy này, từ như là truy cập vào menu này, chế độ làm việc, rồi cân bằng đèn đóm đỗ xe, kết nối cuộc gọi đài. Đây chính là điều hòa. Ngoài ra thì đây chính là những cái ga tay, đề máy, rồi tháo lắp mở gầu nhanh. Đấy, nó rất là đơn giản, nó cũng không có gì khác biệt nhiều đâu các bạn ạ. Về cơ bản thì nó cũng tương tự như thế thôi. Đấy, nhưng mà nó khác biệt là, khác biệt nhất là cái màn hình này. Đây, mở chìa khóa lên. Màn hình này dùng nó mới sướng nhá. Đấy, lên màn hình luôn. Màn hình này chúng ta có tùy chọn được rất là nhiều ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ của tiếng Việt. Còn như các đời thấp hơn thì nó chỉ có tiếng Hàn thôi, chả có tiếng Việt đâu. Như đời này thì nó là giống đời trừ 5 rồi. Cam này. Đấy, tất cả các kiểu đều có hết. Bây giờ mình sẽ nổ máy thử xem nào, phê pha không. Đời này thì các bạn biết rồi, phải trả số về không này, tắt khóa an toàn đi này, rồi gài chữ P này mới đề nổ được nhé. Đấy, sau đó mình tắt đi này, bật tất cả chức năng lên này. Úi giời ơi. Đấy, chuyên gia ngồi máy đời cao, nhưng mà khi nhìn vào con này cũng đã phê pha lắm. Đấy, máy thì nổ êm ru không tí khói nào luôn. Ngoài ra có tích hợp là bộ đàm này, còi cấp cứu này. Ui giời ơi, rất là nhiều tích hợp ở đây. Đài đây, điều hòa đây. Đấy, thích bao nhiêu độ thì chúng ta ta chỉnh. Tắt máy êm ru. Ngoài ra có một cái gương chiếu hậu cực kỳ to, giúp cho chúng ta có thể quan sát tới tận lỗ mũi luôn. Phê. Nhìn em này thì không khỏi chạnh lòng với những cái em mình đang làm các bạn ạ. Đấy. Như vậy thì ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn thêm thông tin chi tiết về một em siêu phẩm đến từ cái hãng của Doosan, một em DX140 đời 2014 này. Hy vọng rằng qua video thì cũng giúp ích được các bạn phần nào đó. Để sở hữu được em này thì chúng ta cũng phải bỏ ra như số tiền mình bảo là khoảng 1,6 tỷ đồng trở lên. Một em máy xứng đáng cho số tiền đấy. Rồi, video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video này tiếp theo.